Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong những năm qua, ngành hải quan đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan. Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý về pháp luật hải quan, ngành hải quan đã tăng cường ứng dụng tự động hóa trong quy trình thủ tục bằng việc triển khai hệ thống thông quan tự động. Đây chính là đòn bẩy góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, đạt sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả mang lại là những cải cách này đã đóng góp quan trọng vào cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Vậy thời gian tới ngành hải quan sẽ có những bước tiến như thế nào để hoàn thiện trong công cuộc cải cách hành chính? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề ngành hải quan cải cách hành chính để đồng hành cùng doanh nghiệp. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2014 khi luật hải quan được sửa đổi toàn diện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và hệ thống thông quan điện tử tự động VNAC-VSIP đi vào vận hành. Đến nay, sau một thời gian thực thi các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp đã đạt được những kết quả bước đầu trong cải cách, hoàn thiện thể chế, tạo tiền đề trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tính đến cuối tháng 3 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã rà soát thống kê được 414 văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu. Triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đến nay đã kết nối chính thức với 11 bộ, ngành được 41 thủ tục hành chính, xử lý khoảng 500.000 bộ hồ sơ với sự tham gia của khoảng 15.000 doanh nghiệp. Tăng cường điện tử hóa, áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, cơ quan hải quan các cấp cũng gặp phải không ít khó khăn, hạn chế như vẫn còn bộ ngành chưa quyết liệt triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và phối hợp triển khai thực hiện. Tuy đã được triển khai gần 4 năm, song số lượng thủ tục hành chính của các bộ ngành được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia còn ít. Các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan rất đồ sộ, xây dựng tốn nhiều thời gian, công sức, trí tuệ. Doanh nghiệp cũng mất nhiều thời gian để tiếp cận thực hiện. Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, tạo sự chủ động trong công tác và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, kế hoạch tập trung vào 7 nhiệm vụ: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính. Vâng, thưa quý vị, mấy năm gần đây thì ngành hải quan đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu thủ tục cho các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí, giảm yêu cầu tương tác trực tiếp giữa người dân và cơ quan tài chính, góp phần thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về tăng cường thông tin và giảm thiểu thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Những năm qua, ngành hải quan đã có những đột phá mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong đó phải kể đến 3 nội dung chính được ngành hải quan thực hiện đồng bộ, bao gồm hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan cũng như công tác quản lý nhà nước về hải quan. Tiếp theo là tiếp tục đổi mới, áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trước hết là cái hệ thống thông quan tự động hóa, gọi tắt là VNAC-VSIP, chúng ta đã đưa vào vận hành trong cái cơ chế của cái môi trường mới, một cửa quốc gia. Bây giờ đã kết nối khoảng 11 bộ ban ngành và tới cái chương trình sẽ kết nối hơn, mở rộng hơn, đồng thời là kết nối với một cửa của ASEAN. Và hiện nay về mặt kỹ thuật thì Tổng cục Hải quan cũng đã kết nối với 5 nước ở trong khu vực ASEAN để thực hiện trao đổi thông tin cũng như là những cái tờ khai hải quan, thông tin về hải quan cũng như là các thông tin khác liên quan đến lĩnh vực tạo thuận lợi cho cộng đồng kinh tế của ASEAN. Tức là cái thời gian thông quan nó nhanh hơn so với trước kia. Cái việc mà truyền dữ liệu lên trên hệ thống và nhận phản hồi từ phân luồng từ hệ thống thì mất khoảng 5 giây. Ngoài ra thì đối với những cái tờ khai luồng xanh thì chúng ta có thể in từ hệ thống của doanh nghiệp và có thể tiến hành làm thủ tục xuất nhập hàng hóa tại đơn vị hải quan cửa khẩu mà không cần phải đến chi cục hải quan để làm thủ tục. Và cái thuận lợi thứ hai là việc triển khai hệ thống VNAC-VSIP thì đã giảm được cái lượng
giấy tờ trong bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan và phải không cần in bản giấy. Do đó là doanh nghiệp chúng tôi giảm được cái thời gian chuẩn bị cũng như là giảm chi phí in ấn và đi lại trong quá trình làm thủ tục. Đáng chú ý, từ mùng 1 tháng 10 năm 2017, ngành hải quan đã chính thức triển khai đề án quản lý, giám sát cảng hàng không. Sau hơn 5 tháng triển khai hệ thống quản lý, theo tính toán của Cục Hải quan Hà Nội, triển khai hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động, mỗi lô hàng tiết kiệm được ít nhất 27 phút. Tính trung bình mỗi ngày tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 3.000 lô hàng, tương đương với một ngày tiết kiệm 8.000 phút, bằng 1.350 giờ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã tiết kiệm được thời gian và chi phí giải phóng hàng do không phải xuất trình hồ sơ giấy, hàng hóa cho cơ quan hải quan. Thì tôi nghĩ rằng triển khai các đề án này sẽ là một kết quả win-win, hai bên đều có lợi. Hải quan có lợi là tăng cường cái năng lực quản lý, còn đối với các cái cộng đồng doanh nghiệp có lợi là cái môi trường tốt hơn. Môi trường tốt hơn và thông qua đó thì có thể nó chống gian lận, buôn lậu, gian lận thương mại, rồi nâng cái hệ quả gián tiếp là nó chống thất thu. Đặc biệt, ngành hải quan đã có thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, điện tử hóa thủ tục quản lý để việc phân luồng dựa trên kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ doanh nghiệp bằng hệ thống tự động đánh giá qua các thông tin về doanh nghiệp được cập nhật vào hệ thống. Các cái quy định về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ đối với việc quản lý kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại biên giới, đồng thời là hỗ trợ hơn nữa đánh giá tuân thủ doanh nghiệp để làm sao tạo cái sự bình đẳng, thông thoáng cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và pháp luật thuế, và sẽ có những cái biện pháp mạnh và quyết liệt đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Như vậy là nó ngấm rất sâu vào cái câu chuyện quản lý rủi ro và ngấm rất sâu vào cộng đồng doanh nghiệp. Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai thực hiện từ ngày 23 tháng 10 năm 2017. Đến nay, số ngân hàng tham gia thực hiện nộp thuế 24/7 là 12 ngân hàng. Đây là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế và thu khác, tạo thuận lợi và hỗ trợ người nộp thuế được nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt, đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác, giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trước kia thì nếu như không áp dụng tiếng này thì cơ quan hải quan phải bố trí các cái lực lượng cũng như kho bạc phải bố trí làm việc cái ngày thứ bảy ở những cái ngày cuối cùng của năm để thực hiện cái hoạt động thu thuế. Thì nay không cần bố trí lực lượng nhưng vẫn có thể thực hiện được cái đề án này thì vẫn thực hiện được là thu thuế ngoài giờ hành chính. Thứ hai nữa là cơ quan quản lý thì sẽ hạn chế được những cái sai sót mà thực hiện thu thuế các phương thức khác vấp phải. Ví dụ như là phối hợp thu thì có thể sai sót về tài khoản, về cơ quan thụ hưởng, về các cái tiểu mục, đề mục của cái mục lục ngân sách. Dẫn đến là có thể là người nộp thuế đã nộp thuế nhưng mà chưa được thông quan hàng hóa. Thế còn đối với cái hình thức này thì do lập trực tiếp cái lệnh thanh toán tại cổng thanh toán điện tử hải quan, cho nên là đã theo các cái khuôn mẫu và như vậy là không phát sinh các sai sót. Những ứng dụng công nghệ thông tin cùng những cải cách thủ tục hành chính của ngành hải quan trong thời gian qua không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm áp lực công việc cho cơ quan hải quan mà còn thể hiện sự công khai, minh bạch, góp phần quan trọng trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế, đem lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Có thể thấy thời gian qua ngành hải quan đã có những cải cách quan trọng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nghẽn trong quy trình thủ tục vẫn còn không ít. Vậy những điểm nghẽn đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp phóng sự ngay sau đây. Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông, với đặc thù kinh doanh riêng, doanh nghiệp phải nhập khẩu một số linh kiện điện tử đã qua sử dụng từ Trung Quốc. Theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có xuất xứ từ Trung Quốc, thì công ty phải có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, hiện nay, việc xin xác nhận của Bộ này theo đánh giá của doanh nghiệp còn mất nhiều thời gian, gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Thì theo quy định của nhà nước là chúng ta phải xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thì cái việc gửi công văn đi đến Bộ Khoa học và Công nghệ thì nhận kết quả phản hồi thì chúng tôi chờ đợi rất là lâu.
và mất nhiều thời gian. Nó ảnh hưởng tới làm tăng cái chi phí mà lưu kho của bến bãi của công ty. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân chính khiến cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp là do những quy định rườm rà, chồng chéo, không đồng nhất. Một mặt hàng nhưng mỗi lần đều phải làm thủ tục kiểm tra lặp đi lặp lại. Đây là những gì mà các doanh nghiệp đang gặp phải, làm mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa. Chúng tôi nhập khẩu bao bì về để phục vụ cho việc sản xuất, xuất khẩu. Thì bao bì này chúng tôi mỗi một tháng là nhập khoảng 20 đến 50 công. Như vậy thì mỗi cái lô hàng mà chúng tôi nhập về đều phải kiểm tra chất lượng của các cơ quan chuyên ngành trước khi mà chúng tôi đưa cái sản phẩm đó vào sản xuất. Thì có những lúc mà khi mà hàng về gấp, chúng tôi đang cần chờ để sản xuất thì chúng tôi mất rất nhiều thời gian để mà chờ hẹn với cơ quan chuyên ngành đến lấy mẫu kiểm tra và chờ kết quả. Kiểm tra mất khoảng là thời gian 7 đến 10 ngày thì chúng tôi mới có quyền được sử dụng cái lô hàng đó. Ngoài ra, hệ thống thông quan tự động VNACCS, VCIS hiện nay trong quá trình sử dụng, các doanh nghiệp còn gặp phải một số vướng mắc, khó khăn do hạn chế của hệ thống khiến doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí, thêm nhiều giấy tờ vẫn làm thủ công nên việc xảy ra sai sót là không thể tránh khỏi, làm cho quá trình hoàn thiện thủ tục mất thêm thời gian và công sức của cả doanh nghiệp và các cán bộ hải quan. Số chỉ tiêu thông tin tờ khai thì bị giới hạn ký tự thì dẫn đến là doanh nghiệp không thể giải thích thuyết minh rõ ràng đầy đủ những cái chủng loại hàng quá tên gọi hoặc là cấu tạo hoặc là ký mã hiệu công sức chẳng hạn. Đấy, thì nó là rất là phức tạp, cho nên là công tác ngoài ra này công tác phân quyền khai thác trên hệ thống còn hạn chế. Ngoài ra thì việc hệ thống tự động phân luồng xanh, vàng, đỏ phản hồi doanh nghiệp phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý giám sát. Doanh nghiệp sẽ lợi dụng cái việc gian lận và khai báo là không trung thực. Vì trên tờ khai điện tử thì nó đang khống chế là không quá 50 dòng hàng. Thì do tính đặc thù của doanh nghiệp thì trên hóa đơn của chúng tôi là nó quá 50 dòng hàng. Thì cái việc này nó phát sinh nhiều cái chi phí vì chúng tôi phải khai thêm nhiều tờ khai hơn trước. Và cái khó khăn thứ hai nữa là về cái việc mà truy xuất dữ liệu từ hệ thống VNAS thì nó còn một số hạn chế về mặt kỹ thuật. Đơn cử như là cái việc mà quản lý hàng xuất tạm nhập, tái xuất và tạm xuất tái nhập thì chúng tôi còn phải quản lý thủ công. Thì cái việc quản lý thủ công này nó mất nhiều thời gian và nhân công và nó có khả năng là phát sinh sai sót. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu giảm được một ngày thủ tục thông quan sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng $200 trên một lô hàng. Hiện nay, mỗi năm cả nước có 36% số lô hàng bị kiểm tra, cao gấp 3 lần các nước khác. Bởi vậy, cải cách hành chính nói chung và riêng ngành hải quan đã và sẽ tạo môi trường minh bạch, thuận lợi giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước, sớm hòa nhập với khu vực và toàn cầu. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc có nhiều thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.